Rồi bây giờ là nhớ nghe, mình vào cái dạng bài tập xác định công thức của chất X chưa biết trong phương trình hóa học chưa? Thì cái này á là mình có phương trình là chất hữu cơ X khi đốt cháy tương theo phương trình hóa học là 2 lần X, X là mình chưa biết này, cộng 7 lần oxy, là 2 lần CO2 cộng 2 lần nước và 4 lần NH3. Lưu ý là khi làm cái dạng bài toán này á là mình phải nhớ bảo toàn số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Bảo toàn là sao? Bên vế sản phẩm có bao nhiêu nguyên tố C thì bên vế chất tham gia phải có bao nhiêu nguyên tử C. Bên vế nó có bao nhiêu nguyên tử nguyên tố C thì bên này sẽ có bấy nhiêu nguyên tử nguyên tố C. Tương tự có bao nhiêu nguyên tử hydro bên này thì bên kia cũng có bấy nhiêu nguyên tử H. Đó. Bây giờ mình có cái phương trình rồi. Là 7 lần O2 à 7, 7 bên này là 2x cộng 7 lần O2 thì cho bên kia là 6 lần CO2 cộng với lại 2 lần nước cộng 4 lần H3, phương trình đầu tiên. Thì đầu tiên á là có phải là bên vế sản phẩm là mình biết hết các chất chưa? Rồi. Vậy thì cô sẽ tính số nguyên tử ở bên vế sản phẩm này. Bên vế sản phẩm này cái C là có mấy? C là có 6 nhân 1 là bằng 6. Đây nè, đứng hệ số đứng trước, C chỉ có nằm trong CO2 thôi đúng không? Cho nên 6 nhân 1 là bằng 6, chỉ số chân của C là 1. Tương tự hydro này, hydro thì lại khác. Hydro là nằm trong H2O và trong NH3. Trong H2O thì có 2 nhân 2 cộng NH3 là 4 nhân 3. Trong NH3 là 4 nhân 3, vậy là 16. Còn oxy là nằm trong đâu? Trong sản phẩm là oxy nằm trong CO2 và nằm trong nước. Vậy oxy sẽ là 6 nhân 2 cộng 2 nhân 1. Tổng lại là oxy là 14. Như vậy chốt lại là bên vế sản phẩm là chúng ta sẽ có 6C, 16H, 14O và N là nhiêu? N là 4 nhân 1 là 4. Đúng chưa? 4 nhân 1 là 4 liter. Vậy thì bây giờ chúng ta đếm bên vế chất tham gia nó sẽ có cái gì? Bên chất tham gia là nó có 7 nhân 2 là 14 oxy. Tất cả đều nằm trong 7 phân tử O2. Mà nguyên tắc là số nguyên tử mỗi nguyên tố nó phải bằng nhau hai vế. Bằng nhau hai vế cho nên là cô sẽ suy ra vậy thì cái phần còn thiếu. Oxy thì đủ rồi nè, oxy là bằng Y rồi, bên này 14. Bên sản phẩm 14 oxy, bên chất tham gia cũng 14 oxy. Cho nên nó còn thiếu 6C, 16H và 4N. Thì 6C, 14H và 4N nó đều nằm trong 2X. Vậy thì một chất X nó sẽ có 3C, 8H và 2N. Vậy khi đó công thức hóa học của X sẽ là C3H8N2 trong câu đầu tiên. Nhớ em. Khi mà muốn xác định một chất X chưa biết trong phương trình ha, mà phương trình là đã cân bằng và biết các chất khác rồi thì chúng ta sẽ dựa vào sự bảo toàn số nguyên tử của mỗi nguyên tố để suy ra là trong X nó còn chứa những nguyên tố nào với số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là bao nhiêu. Rồi từ đó chúng ta sẽ biết, khi biết số lượng các nguyên tử trong mỗi nguyên tố trong cái hợp chất thì số lượng đó chính là chỉ số chân luôn. Rồi bài ví dụ thứ hai là bài của Hoàng. Mới là 4 lần chất X cộng 21 lần O2 thì ra 16 CO2 cộng 18 H2O cộng 2N2. Tương tự như vậy, cô cũng sẽ tính ra bên vế sản phẩm là nó có gì. Đầu tiên là trong CO2 là có nguyên tố C. Nguyên tố C là bằng 16 nhân 1 là 16C. Bây giờ nguyên tố H. Nguyên tố H là nó nằm trong nước. Đúng không? Nó chỉ nằm trong nước thôi. Thì nguyên tố H là 18 nhân 2 là bằng 36. Nguyên tố O thì nó nằm trong hai chất là CO2 và nước. Và oxy là 16 nhân 2 cộng 18 nhân 1 là 50H, 50 O. 16 nhân chỉ số chân là 2 cộng với 18 nhân chỉ số chân là 1 là 50 và nitơ. Nitơ chỉ nằm trong N2.
Cho nên chúng ta có 4 liter, 4 nhân 1 là 4. Và chúng ta tính bên vế chất tham gia là có gì? Có oxy nằm trong 21O2, tức là 21 nhân 2 là 42 oxy. 42 nguyên tử oxy. Mà 42 là chưa bằng 50 bên này nè. Như vậy chứng tỏ cái phần 4X nó sẽ chứa cái gì? 4X nó sẽ chứa 16 oxy, 16 C là 1, 36H là 2 và chỉ 8 oxy thôi. Bởi vì bên vế sản phẩm có 50 oxy, mà bên vế chất tham gia là mới có 42 oxy nằm trong 21O2. Như vậy là trong X nó còn phải chứa 8 nữa, để 42 cộng 8 là đủ 50. Được chưa? Lấy 50 trừ 42 là ra 8, vậy trong X nó sẽ có chứa 8 oxy. Và đương nhiên là có 4N nữa. 4X thì chứa 16C, 36H và 8O và 4N. Vậy thì X nó sẽ chứa bao nhiêu? Chia 4 đi là 4C, 9H, 2O và 1N. Có số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố rồi, chúng ta sẽ có công thức hóa học của X là C4H9O2N. C4H9O2N.